bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và như thường lệ, trước khi đến với những nội dung chi tiết thì chúng ta sẽ cùng đi sơ qua một chút xíu về những thông tin sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay nhé. Chưa ra mắt đã có thông tin mở bán Galaxy Note 9. Bằng chứng cho thấy thế hệ iPhone tiếp theo sẽ hỗ trợ 2 SIM, Oppo F9 Pro rò rỉ cấu hình. Còn đến hơn một tuần nữa thì chiếc Samsung Galaxy Note 9 mới chính thức được ra mắt. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày hôm nay thì rất nhiều nhà bán lẻ tại thị trường Việt Nam đã cho mở đặt hàng chiếc Samsung Galaxy Note 9 với rất nhiều phần quà giá trị. Mới đây, một poster quảng cáo tại cửa hàng nhà mạng Hàn Quốc tiết lộ fabric này sẽ được lên kệ từ ngày 24 tháng 8 tại Hàn Quốc và một số thị trường khác. Điều đặc biệt là khách hàng đã có thể đặt hàng ngay bây giờ khi sản phẩm còn chưa được chính thức giới thiệu. Tại FPT Shop, khi đặt trước, các khách hàng sẽ nhận được phần quà bao gồm đế sạc đôi không dây Samsung trị giá 2 triệu 490 ngàn đồng, test HDMI trị giá 1 triệu 100 ngàn đồng, Clearview Standing trị giá 1 triệu 400 ngàn đồng. Và tất cả các khách hàng đặt trước và nhận máy trong ngày 24 tháng 8 sẽ được tặng thêm phiếu mua hàng phụ kiện Samsung trị giá 500 ngàn đồng. Và khuyến mại dành cho 200 suất đặt hàng đầu tiên là Harman Kardon Mini trị giá 2 triệu đồng. Không biết là các bạn đã bao giờ nghĩ đến một chiếc iPhone với 2 SIM chưa? Nếu mà chưa thì các bạn hãy chờ đến tháng 8 năm nay nhé. Bởi vì rất có thể Apple sẽ giới thiệu mẫu iPhone của mình với 2 SIM. Được phát hiện bởi 9to5Mac, bên trong phần chẩn đoán tình trạng phần cứng hệ thống là đoạn code kiểm tra tình trạng của khay SIM thứ hai. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Apple đang cân nhắc việc trang bị khả năng hỗ trợ 2 SIM lên thế hệ iPhone tiếp theo của mình. Hiện vẫn chưa rõ cách thức Apple triển khai tính năng 2 SIM trên iPhone sẽ là như thế nào. Một số người dự đoán Apple sẽ không sử dụng khay SIM kép như đa số các nhà sản xuất Android hiện nay, mà thay vào đó hãng sẽ sử dụng eSIM được tích hợp sẵn trong máy, kết hợp với khay SIM truyền thống. Ngoài ra, tin đồn cho biết tính năng 2 SIM sẽ chỉ có mặt trên chiếc iPhone 10 Plus với màn hình lớn. Oppo F9 và Oppo F9 Pro sẽ được giới thiệu trong thời gian sắp tới với thiết kế hình giọt nước rất là mới mẻ và hiện tại vẫn chưa rõ ngày ra mắt là bao nhiêu. Tuy nhiên, vừa mới đây thì chiếc Oppo F9 Pro đã lộ diện cấu hình. Theo đó, F9 Pro sẽ sở hữu màn hình LCD IPS 6.3 inch độ phân giải Full HD Plus và tỷ lệ màn hình là 19:9, được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass. Cung cấp sức mạnh cho máy là bộ vi xử lý khá mạnh mẽ, đã có mặt trên dòng Oppo F7 là Helio B60 kèm 6GB RAM. Nguồn tin cho biết smartphone sẽ sử dụng bộ nhớ trong lên đến 128GB, hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng lên đến 256GB. Về hệ thống camera, Oppo F9 Pro được tích hợp camera selfie 25MP và camera kép 16MP và 16MP ở phía sau. Theo Vimochina, một trong những thị trường xác nhận sớm được phân phối Oppo F9 và F9 Pro là Malaysia. Và vừa rồi là những thông tin trong bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và subscribe FPT Shop Channel nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.